Tôi là Bùi Nhật Lam, giám đốc tuyển sinh của du học INET. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một số vấn đề liên quan đến du học Úc mùa Covid. Cái nền giáo dục chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại, bằng cấp thì được công nhận rộng rãi. Úc có một số trường đại học nằm trong top 100 của thế giới, ví dụ như là Đại học Quốc gia Úc, Đại học Melbourne, Đại học Monash, Đại học Queensland. Hàng năm số lượng sinh viên quốc tế đến Úc học đông thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Anh, với hơn 22.000 khóa học và 1.100 cơ sở đào tạo. Úc là quốc gia nói tiếng Anh gần Việt Nam nhất, do đó khi đi du học Úc thì các bạn có thể là được phát triển cái kỹ năng tiếng Anh của mình cũng như là dễ dàng di chuyển giữa Việt Nam và Úc. Một số chương trình đào tạo của Úc có gắn liền giữa lý thuyết và thực tập, do đó sau khi các bạn hoàn thành cái khóa đào tạo này, khóa học này thì các bạn có được cái kinh nghiệm làm việc và cái này sẽ rất là hữu ích cho bạn trong quá trình xin việc sau này. Thì hiện tại là Bang Nam Úc đã mở cửa cho sinh viên quốc tế quay lại học tập. Các bạn có thể theo dõi trên trang web của chính phủ Úc. Hiện tại thì có khoảng 1 triệu người dân Úc đã được tiêm đủ 2 liều vaccine và 6 triệu người dân Úc đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về tiêm vaccine tại đường link có trong clip này. Du học sinh quốc tế khi đến Úc học tập sẽ được tiêm vaccine miễn phí.